ngoài nó cập nhật tin tức đó, thì cô thấy sao? Dạ, thấy là Nước ngoài rõ nó đâu có ràng. yên ổn như mình Dạ, phải không? dạ. Đó thì mình mới thấy được đó, cờ thế giới ngày nay gần thúc nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Cho nên gần thúc là gì? Là bàn cờ đi vào cái thế mà chỉ còn một hai nước tướng nữa thôi, chứ không có phải kéo dài được nữa đâu. Cho nên đó, mình đó, bây giờ đó thì xuống khuyên chúng sanh đó, mình còn lưỡng lự chần chờ hoài ha. Mà ông ba ông nói bây giờ hí hửng không lo, đến chừng bát loạn nằm co kêu trời. Lo giàu chứ chẳng lo đời, đến sau bát loạn kêu trời thấu đâu. Mấy đời đánh cờ đó thì đây chính là một cái pháp mà tỷ dụ thầy dùng những cái thế cờ thông thường trong cái cuộc sống của nhân loại. Người ta thường hay có những cái cuộc cờ để rồi hai bên đó khi mà người ta rảnh rỗi ta đấu với nhau để làm gì, để xả stress, hay hoặc là người ta sẽ được thư giãn trong cái giờ phút đó mà quên đi bao âu lo phiền muộn của cuộc đời. Và hai nữa đó thì trong những cái thế cờ mà người ta tập trung vậy đó là thế cường, biết không, người ta đánh để làm gì? Để phát huy được cái năng lực của trí tuệ ha, có những cái suy nghĩ, có những cái mà người ta sẽ tìm ra những cái nước cờ mà Nước được đối với cờ nhau. À, khi gặp những cái lúc mà khó khăn thì người ta phải kiên trì, nó năng động trí tuệ là đem hết cái năng lực của trí huệ mình ra làm sao để có thể là quán đổi cái thế cờ đó từ thắng từ bại mà thành thắng, từ bại mà thành thắng. Cho nên thầy hiểu được cái tâm lý của người đời vậy đó đệ, mà thầy đem cái việc đánh cờ vào trong giáo lý của mình để gì? Dùng sự mà diễn lý đó con. Và đặc biệt đó thì từ khi mà con nghiên cứu giáo lý tới bây giờ đó thì con thấy Đức Thầy nói rất nhiều về cái việc mà đánh cờ. Thí dụ như thấy trần thế hay còn lưỡng lự là cái câu này mà đệ hỏi đó, thì việc thế gian như thể cuộc cờ thắng với thối một hơi nước tướng, tức là cái cuộc cờ mà mình bày ra mình đánh rồi mà tới cái lúc mà thế cờ nó đã thất con thất nước rồi đó cô, thì nó không có còn bao lâu thời gian nữa là kể Đúng như rồi. xong cái cuộc cờ đó. Tức là chỉ về cái yếu lý vô thường đó, mà cái khoảng thời gian đối với cái bàn cờ mà kết thúc đó nó rất là mau, cũng giống như trong cái quyển gì mà Đức Thầy nói á con. Thầy nói kể từ rày nói chuyện chiều mơ chứ chẳng nói dông dài khó hiểu, cờ đã thất còn chờ nước chiếu mà còn ăn con chốt làm chi, ai là người quân tử tu mi phải sớm sửa thân mình cho vẹn, chừng lập hội khỏi thù khỏi thẹn với Phật tiên cũng chẳng xa chi, lời cao siêu xin hãy ráng ghi ta ra sức dắt dìu ba tánh. Hai nữa thì thầy cũng nói trong cái những cái bài thi văn như là nước cờ mới nay đà khởi sắc chỗ tài hay, biển lấp non giờ dưới cùng trên ảm đạm khí trời. Thì mình mới thấy là thầy dùng rất là nhiều vấn đề về cờ này để chi, để truyền tải cho tất cả mọi người dân á, mà người ta hiểu biết về cái phương pháp đánh cờ này. Thì cái phương pháp này bây giờ nó thịnh hành rất là nhiều, thể nói tới cái người thường ta cũng biết đánh cờ nữa cô, thì cái việc cờ nó gần gũi lắm. Cho nên hễ thầy dạy đạo đức thì thầy đem cái công sở minh của mình á là để cho mọi người hiểu biết được cái việc nó sẽ xảy ra vậy vậy vậy, giống như là mình cầm từ con cờ mình đi. Như trong cái bàn cờ đó đó. Cho nên hai cái câu này đó thì thầy nói cho chúng ta biết như thế này. Theo cái suy nghĩ của huynh đó thì cái thế cờ mà đầu tiên hết đó là xuất hiện trong giảng mà tứ thánh đó cô. Thì tứ thánh ông có nói về cái sự đánh cờ đó mà truyền tải đến cho mọi người hiểu biết được cái chân lý của Phật pháp. Nhưng mà đối với tứ thánh đó thì hiểu biết là những cái câu giảng mà nói về cơ đó thì mình đoán không có nổi, tại vì cái trí tuệ của bậc siêu nhiên nói rồi, cái trí phàm phu mình đem mình đo lường thì làm sao được. Đâu được. Cho nên ông nói là thấy dân thấy cái nỗi khổ của dân đó thì lòng ông chạnh cảm đến một cái nỗi nỗi buồn, cho nên ông phải trở về non đảnh đặng lập tuồng cờ tiên ha. Cả kêu các vị đạo tiên đó, ai mà muốn đánh thì bỏ tiền năm quan. Muốn đánh là để tiền vô, để tiền vô Để năm tiền quan, vô đánh. nhưng mà khi thua thì chớ có than gian.
đó, rồi sắp cờ ngồi lại thì năm quan để Năm liền quan để liền. đó. Các tiên nghe vậy đánh liền bên đỏ bên trắng chớ phiền lộn con đó, thì mình mới thấy được, và mình mới thấy được Tứ Thánh ông đã nêu ra một cái bàn cờ đó. Mà trong cái lúc đó đó thì con suy nghĩ không có tới, mà con đi hỏi nhiều về những cái bậc mà tôn túc mà tu trước đó cô, thì người ta cũng không có dám mà luận đến cái ý đó, tại vì các ngài nói cao quá. Và sau này đó từ từ con mới hiểu được qua cái lời dạy của Đức Thầy, cũng giống như hai đệ này mà hỏi cái câu giảng mà Thầy rút từ cái bàn cờ mà của bàn cờ tiên, mà lập tuần cờ tiên của Tứ Thánh đó ha, mà Thầy nói ra mình dễ hiểu một cách vô cùng luôn. Những người có trí À, tuệ là hiểu dạ, cho nên việc thế gian như thể cuộc cờ thắng với khói một, hai nước tướng là đệ đệ cường với đệ đệ hiếu biết không? Cái bàn cờ khi mà mình sắp ra giữa hai bên bắt đầu khởi đấu đó, là đệ biết là phải trải qua ba giai đoạn. Một là giai đoạn gì cô? Giai đoạn là khởi khởi đi ha, khởi con là bắt đầu là khởi sự đó, là hai bên bắt đầu đánh với nhau đó. Rồi cái giai đoạn thứ hai đó là cô biết đó, là khi mà người ta đi những cái nước khởi đầu đó mà muốn cho những cái thế cờ mà phân cao thấp với nhau đó, thì người ta ra tung sức ra người ta thí con để làm chi, để người ta tìm ra những cái nước, những cái thế cờ nó hay, giành cái thế thượng phong để mình có được cái phần thắng. Thì sau đó đệ cường biết đó là thí con thí nước rất là nhiều rồi phải không? Lúc đó thì quân pháo, quân tượng, quân mã, quân xe, quân chốt rồi bị hao lắm cô, à bị hao lắm. Bắn và thì phải hao rồi. và tới cái thời kỳ thứ ba đó là gì? Là thời kỳ cờ tàn. Cờ tàn thì đó là cái bàn cờ mà người ta đưa những cái thế bí hiểm không à, chịch một cái đó hen, mà mình không có hiểu, người ta đưa cái con chốt đây mà mình ăn vô cái con chốt đó thì kể như là bên đây ta đâm xe cái là bí, hay hoặc là mình ở bên đây mà khi người ta thí pháo với sĩ mình mà khuyết sĩ rồi đó, kỵ song xa đó, thì kể như là đời tàn đó. Người ta nói khuyết sĩ thì kỵ song xa, mà hễ pháo đầu xích tướng xe đâm thọc cái là rồi ông đó hết đỡ đó, thì những cái thế cờ đó là như vậy. Thì hôm nay thầy nói việc thế gian như thể cuộc cờ thắng với thối một, hai nước tướng, kể như cầm con này chiếu thì bên đây mình đã mình chạy ông tướng lên bên đây cầm xe chiếu xuống cái nữa rồi là hết đường chạy, là kể như thua. Thì đệ ơi, thầy muốn nói về cái yếu lý vô thường, nói đến cái lý tam quân, con người sống trong thế gian này theo một cái quy luật nhất định, đó là thiên địa tuần quần châu nhi phục thủy, tức là trời đất xây dần rồi cũng trở lại đầu, mà mình căn cứ vào đâu? Đó là thời kỳ thượng quân, trung quân và bây giờ là hạ quân. Khi mà thầy ra đời vào năm 1939 á, thầy xác định cái cột mốc cho chúng ta biết là hạ quân nay đã hết đời, nó đã hết đời rồi chứ không phải là chưa hết đời đó. Cho nên do đó mà thầy nói lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng hơn nữa đó, thì đức thầy lại cho mình biết là chúng sanh ngang ngược làm liều, ngọc hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi đó, minh dương khó đứng khôn ngồi đó, xót xa dạng ngọc bồi hồi tâm trung, trước đền mắt ngọc lệ rưng, quý yêu bá tánh biết chừng nào nguôi, làm sao cho dạ được vui mới cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Cho nên thầy xuống đây đó là thầy xin là cái giai đoạn này đó là để làm chi? Để cho mình biết cải hối ăn năn hoài đầu hướng thiện thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn. Mà chính ngay cái lúc này đó để cường với lại để hiếu biết là mình sống trong cái thời kỳ ân xá, thời kỳ ân xá nha. Cho nên là thầy thầy nói nó đã hết rồi, nhưng mà xin còn lại một lúc này đó là trong cái buổi hạ quân này đó, nào thời kỳ thượng quân thánh đức thì con người ta đã sống với nhau bằng cái đức lành đó, bằng những cái việc thiện. Cho nên á, cái tuổi mà ở đời sống hạ quân, cái hoàn cảnh ở cái thượng quân á cô, giống như lời ông ba kể đó, là sao đất bằng không thấp không cao đó, biển sông không mọc cù lao nữa rồi, mé sông không lở không bồi, xanh sao y vậy, nói rồi sao coi ha. Ông diễn tả lại cái cảnh mà đời thượng quân tức là rất là thanh bình, mà kể cả đất nó không có thấp mà cũng không có cao, mà nó luôn bằng thẳng như vậy đó. Rồi nước một mực thanh thủy biên trời, không rồng không lớn, thuận đời chảy xuôi. Còn mình giờ thì nước Đúng rồi. khi chảy rồng mà nước Cái này là thầy thì nói là đời hạ quân ai đã hết chảy rồi, lớn. rồi còn gì nữa. Dạ còn cái cõi đời thượng quân thánh đức của người ta thì nước chảy xuôi có một dòng, rồi lại đến ngày sau xuân nhật nguyệt thu, không lạnh không nực, chi tu để đời, tức là gió người ta là nó rất là thuận hòa, thời tiết rất là giao thoa với nhau, rất là hạp tiết
đó. Còn mình bây giờ đó thì giông to gió lớn sợ lắm, nó trời giông gió sái mùa sái tiết, nói cùng mưa cũng khá sư rồi, động đất thiên tai hạn hán đói khát, thấy không, là cái thời kỳ này nè. Cô thấy đó nó diễn biến ra rất là nhiều, mà Đức Thầy nói cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao dân còn trướng mắm trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê thì Nam Bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Thì chính đó là Đức Thầy muốn chuyển tải cho chúng ta đến một cái thông điệp đó. Khi mà Đức Thầy nói cái cảnh khổ của buổi hạ quân này, cái cơ tận diệt đến không ai tin đâu, nhưng mà Đức Thầy nói cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, khuyên dân tình cuộc thế giới chuyển lai như chóng, một khuyên dân tình hãy lóng mà nghe ha. Đệ Cường thấy, đệ Hiếu thấy đó, Đức Thầy tinh vi lắm. Là tại sao vậy? Thầy biết bây giờ đó có cái đài radio, thầy biết bây giờ đó sẽ sau này cái tương lai sanh chúng đến một cái thời buổi mà văn minh nó tiên tiến rồi đó, sẽ có những cái đài truyền thông đó. Thì thầy nói cuộc thế giới chuyển lai như chóng, khuyên dân tình hãy lóng mà nghe. Ngồi đây chứ lóng cái tin tức thời sự ở bên nước này nước nọ, sao thế giới chiến tranh đó, rồi nạn hạn hán đói khát đó, rồi bệnh dịch nó như thế nào đó, cô ơi, mình biết hết trơn chứ không biết. Rồi nhìn lên thời sự hàng ngày đó, cập nhật tin tức đó, thì cô thấy sao? Thấy là nước ngoài nó đâu có yên ổn như mình, thấy không? Đó thì mình mới thấy được đó, cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Cho nên gần thúc là gì? Là bàn cờ đi vào cái thế mà chỉ còn một hai nước tướng nữa thôi, chứ không có phải kéo dài được nữa đâu. Cho nên đó, mình đó, bây giờ đó thì xuống khuyên chúng sanh đó, mình còn lưỡng lự chần chờ hoài ha. Mà ông ba ông nói bây giờ hí hửng không lo, đến chừng bác loạn nằm co kêu trời. Lo giàu chứ chẳng lo đời, đến sau bác loạn kêu trời thấu đâu. Mấy đệ thấy không, bây giờ mình đâu có lo gì đâu, thấy cái cảnh sung sướng quá nè, sống trong đời văn minh vật chất xa qua đó, nó phục vụ cho mình đầy đủ những cái phương tiện hết đấy. Kêu người ta tu, người ta không có chuyện tu, còn kêu mấy đứa tu cái nó nói lứa tuổi 20 đẹp tuyệt vời, tu hành buồn lắm chú hai ơi, tình yêu nồng thắm đang chờ đón sao nở đành tâm hết cuộc đời. Còn nói mình hết cuộc đời đâu không thấy nghe, mà coi chừng năm chèo miệng rộng răng to, nào không tu không lo tu niệm vô con đang chèo gánh chịu. Cho nên còn thấy những cái điều đó đó, mà người ta chạy theo cái văn minh vật chất rồi đó thì nó cuốn lôi cám dỗ con người quá nhiều rồi con đó. Mà chính cái điều này Đức Thầy ra đời đó, Đức Thầy cũng nói rõ về cái lý do đó. Thầy nói chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thần ngã bút, khuyên bá tánh tầm tiên rời tục, chỉ mái trời bày tỏ việc vì sao gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy y dình đạo pháp. Đó thì bây giờ thầy xuống đây thầy đánh lên cái tiếng chuông cảnh tỉnh là báo hiệu rằng á, thế gian ơi, cái cuộc cờ nó không phải là còn có con có nước rồi nữa đâu ngang, mà nó hết rồi, cờ tàn rồi, nó thất con thất nước rồi, nó chỉ còn có một hai nước tướng nữa là xong, là chỉ cho cái đời tàn thượng quân, đời hạ quân này nè, đến cái giai đoạn mà thầy chỉ sinh lại còn một lúc, kỳ xả tội nay còn một lúc. Bởi vì thầy nói trước mà, kỳ xả tội nay còn một lúc, không tu sao chẳng tu, sao đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ mà trồng bông kiển giống chi hiện nay. Nó còn có một lúc nữa hả, lại đâu có còn giai đoạn nhiều nữa đâu. Trời báo quá buổi chinh chinh vừa xế, thì chờ ít lâu cũng lặng về tay. Lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Cô thấy không, trời mà sụp chiều xuống rồi đó thì trong chốc lát là thấy chạm dạng rồi, tối là tối, đi vào trong một cái thế giới âm u, con người sống trong một cái sự tò gì bị mù mờ ha, mờ mịt, nó không nhận đâu là những cái vật thể rõ ràng đó. Mà hãy cô thấy bây giờ có điện mà sống, mà nó mất đi cái ánh sáng, mà sống trong cái tâm tối rồi, cái cảm giác của con người nó khó chịu, phải không cô? Thì chỉ rồi. Đến cái chỗ đó là cái chỗ thảm khổ. Cho nên cờ thế giới ngày nay gần thúc là như vậy đó. Biết được cái cục diện của cái lý tam quân, mà đời từ đời thượng quân mà con nói đó, là cái cảnh mà rất là thái hòa tuyệt hảo, như ông ba đã nói đó. Đó. Thì như là tả lại cái cảnh đó, sau này đó con người ta sống tới trăm tuổi, ta sống tới ngàn tuổi lận. Lời nói bằng thẳng thiệt thà, trình thưa dặm dạ giữ mà phép khuôn, lập thượng quân tuổi sống một muôn, trung quân mà giữ dạ phép khuôn thì trên ngàn, còn mình giờ nó mới sinh ra có đôi khi là rồi như chầu dương dương à, còn có người sống mười mấy tuổi, có người sống thì hai ba chục tuổi, mà thầy nói một câu là khẳng định là đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thổi trước nhan hồi còn trẻ, miễn cho được ngày hai cơm tẻ được buộc quần hàng đang có tu thân.
cho nên nó chảy dài từ Thượng Nguyên tới Trung Nguyên. Trung Nguyên thì cái giai đoạn qua rồi đó, phải không cô? Thì thấy là cái cuộc sống đó, các nước chiến tranh đó, Âu Á lung tung nhuộm máu đào, nhưng mà hồi đó cái khí giới nó dễ lắm Lệ Cường. Nó không có phải như bây giờ mà tối tân đến cái mức mà người ta ngồi đây mà bấm một cái đó ha. Mà cái trái bom mà con nghĩ tới cái loại bom nguyên tử mà không phải như cái loại mà phát man, mà cái trái bom nguyên tử mà nổ ở Nhật đó là 40.000 người chết đâu, mà sau này có cái loại bom H, tức là bom Hero đó. Mà bây giờ đó thì trên thế giới là Mỹ, Pháp, Ấn Độ đó, Trung Quốc, Hàn Quốc, nó chế ra cái loại bom đó nó mạnh gấp là 100.000 lần của cái trái bom kia. Xong nghe nói giờ có nó Mỹ nó chế bom địa chấn đó đó đạt. Thì đó nó gọi là bom nhiệt hạch, loại bom H, bom Hero, bom Heli đó. Cho nên cái sức công phá của nó, cô biết là hồi đó cái trái bom nguyên tử mà nổ là nó có 5.000 tấn thuốc nổ NT trong một cái trái bom đó, bây giờ nó lại gấp 50 lần như vậy đó. Thì cô thấy còn gì nữa không, phải không? Cho nên Hạ Quân để hết đời, cho nên đó là trong cái buổi đời Hạ Quân này, con người ta cái sự tham lam quá độ á cô, nó khiến cho con người ta đó một cái sự tranh đấu rất là mãnh liệt. Thì mạnh được yếu thua, thế nên biết bao nhiêu mánh khóe giang hùng, bao nhiêu ngón điệu ngoa xảo trá, bao nhiêu tàn bạo ngược ngang cũng đều được đem ra dùng cả thấy. Thì chính đây là cái lúc mà con người ta đi vào trong cái thế cờ gần kích, tới cái thế cuộc mà nó sắp tàn rồi. Mà thầy nói trong cái quyển nhì á, kể từ rài nói chuyện chiều mơ chứ chẳng nói dông dài khó hiểu, cờ đã thất còn chờ nước chiếu. Mà còn ăn con chốt làm chi? Ăn cái con chốt là gì? Cái con chốt là cái con mà cái vai trò của nó thấp nhất trong màn cờ, mà chỉ cho con người ở trong thế gian này á, khi mà cái mà vinh diệu nhất của cuộc đời mình là cái tinh thần giác ngộ để làm tiên làm Phật đó, mình không có lo, mà cứ chạy theo cái việc ở đời, chạy theo tài sắc danh thực thì, cứ là tối ngày đó tiền tài rồi danh sắc rồi địa vị rồi ăn uống ngủ nghỉ, cứ nhiều đó làm vậy hoài đó, mà con người ta cứ phải bị luân hồi sanh tử hết đầu thai kiếp này lên kiếp khác, nó cứ triền miên như vậy hoài đó. Nếu mãi say xưa theo cuộc vui chơi nên kiếp kiếp đời đời lên rồi xuống vậy đó mà không có chịu lo. Để mấy đệ biết đó là trong cái thời buổi Hạ Quân này chúng ta đang dấn thân bị bao nhiêu cái thử thách, bao nhiêu cái hoàn cảnh đó mình phải đối đầu. Cái thứ nhất bây giờ đó nói tới bệnh dịch, thì trải qua cái cơn bệnh dịch vừa rồi đó mình mới thấy được đạo nó quý như thế nào. Lúc đó mình mới thấy nó quý như thế nào. Còn cái lúc mà bình thường vui sướng vậy nè, vui vẻ ca gian này nọ, ăn uống no sai gì mình không có thấy nó khổ lại gì đâu. Nhưng mà ông ba ông tiên liệu trước á, ông nói Hạ Quân hồn phách tiêu tro, chứ đừng thấy vậy mà ăn no vui cười. Tôi nói có chứng chín mười, không phải một người mà nói chuyện bất minh. Nửa sau các nước lai trinh, Tây Dương Anh Quốc chiêu binh qua rài, nữ phiên công chúa tài hay, trận đồ bát quái đánh ngay nửa lừng, tranh phân quần ấn trong rừng, ngồi buồn nhớ chuyện nhắc chừng mà chơi, ai ai bền chí ở đời, chừng nghe ai ai bền chí ở đời, chừng nghe sấm đất thì cửa trời mở ra. Lúc đó mà thầy nói nếu để chờ sấm nổ văn thinh e bá tánh ăn năn đã muộn. Thì những cái gì mà Đức Phật á, các vị thánh triết mà đã tiên liệu trước cho mình đó cô, không có bao giờ nó sai đâu, không sai chút nào mà hết. Thầy nói lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng giờ. Thì bây giờ đó việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng như thôi một hai nước tướng, nó không có còn lâu nữa đâu con, nó không có còn thời gian bao nhiêu nữa đâu, nó ùng một cái là rồi kể như. Mà bây giờ nó có những cái trận mà nó xảy ra cái bàn cờ tàn rồi. Thầy nói lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quá chật đường chốn hồng trần, nhiều nỗi thảm thương làm sao cứu những người hung ác, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thư thất quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại Thượng Quân. Thì cũng giống như cái bàn cờ này, thắng với thôi một hai nước tướng mà, để nó không có còn xa nữa. Cho nên cái lòng của Đức Phật á, nói cái thiên cơ để làm gì. Cô nghĩ coi thầy vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Dương Đà chỉ rõ mái dự quyền chuyển lập, hồi năm qua chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho dân quốc chư ba. Thầy cũng đã từng thố lộ cho mình biết là để mình biết là mình lo tu, và để cho mình thấy được cái khổ mà mình lo tu. Bởi vì thầy mới xuống thần, thầy mới dạy mà không lo nghe rồi. Bởi vì đó thì con nói bây giờ là vậy đó.
thầy nói đâu là có đó hết mà giờ mới rõ ràng ra là đó. Cho nên mình nói, thầy nói sách khuyến thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm ta nghĩ suy, thật bất khổ thầm nên than thở cùng trần ít tiếng. Còn bên cái quyển năm thì thầy nói ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật pháp mới khỏi lâm tai nạn. Vậy thì bây giờ đó thầy đưa lên cái sự kiện mà con người ta đánh trong cái bàn cờ tàn này, cái thầy nói thắng với thối một hai nước tướng, tức là chỉ về yếu lý vô thường đó, để chỉ về cái lý tam quân. Mà đến cái thời buổi này là thời buổi hạ quân mà đã hết rồi. Thầy nói hạ quân này đã hết đời phong qua biến chuyển đổi giờ gia can, thì thấy được những cái thử thách, những cái khổ khó nó đã dây quanh mình rồi. Nhưng mà do có một cái đó là mình chạy theo cái phương tiện sống trong thế gian của Bồ Đề Hạ Quân, khi mà văn minh vật chất nó quá sung thạnh rồi thì con người không có nghĩ đến lương tâm đạo đức là gì đâu. Mà điều này đó Đức Thầy cũng từng tiên liệu nghe Thế Cường. Thầy nói hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng khơi thay muôn ngàn, ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, thì tự thân tạo lấy mà mua cái sòng. Chính mình không à cô? Mình không à? Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương thấy rối. Đó. Rồi thầy nói thiên tào đà xét định khách chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này sai mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả. Luật trời đại trị độ xét kẻ thiện, căn thì ít người tội ác quá nhiều, chư Phật có nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ sao chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cải tạo quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá với tội căn. Cho nên các ngài xuống đây có cái bổn phận là đánh lên cái tiếng chuông giác ngộ, là để gì? Là cảnh báo cho nhân sanh hiểu biết được cái lý tam quân, con người sẽ sắp đối đầu với những cái cảnh khổ sắp tới đó. Để chi? Để mình giác ngộ, mình lo tu, mà kiến tạo cái cảnh thế gian đau khổ này sẽ trở thành lại cái cõi cực lạc an lành đó. Cho nên ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc, trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quán. Trên kẻ trí lấy công bình phán đoán, với dạng dân trăm họ được im liền, trẻ với già dành hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn lưng lành can thiệp. Tức là kiến tạo lại cái cảnh đời thượng quân thánh đức mà bấy lâu nay đó Đức Thầy ngài đã ấp ủ đó, ngài đã mong mỏi rằng tất cả mọi người hãy cố gắng trở lại với cái con đường Phật đạo, theo Phật giáo sau này cao quý. Để chi? Để đất như nước hậu lai vinh diệu, mà đạo lo tròn cái điệu điệu tâm thân. Rồi cô thấy lời văn thầy tả một cái mình thấy nó hay ho sao. Thì chính nó đây à, nó thất với thối, thắng với thối một hai nước tướng à, vô thường nó không có có cho phép con người mà phải suy nghĩ cái chuyện lâu dài nữa đâu. Hãy thấy đó rồi mất đó, có đó rồi thì không đó à. Cho nên còn nhớ cái câu mà Đức Phật nói là vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, chiêu tồn tịch vong sát ngay vị thế. Có nghĩa là sanh tử vô thường, nó không có chờ đợi mình giờ nào hết trơn, nó không có hẹn. Dạ, không hẹn tới. Sớm nó còn, chiều nó mất, khúc chốc là mình đã qua đời khác rồi. Mà nếu bây giờ mình không có tu thì sao cô? Thầy nói không tu thì trình khổ cũng ưng. Nhưng mà tu thì sao? Tu hành gặp cảnh thì vô mừng tội thay. Thì thưa quý đệ, hôm nay được có cái nhân duyên mà gặp gỡ quý đệ trên cái tinh thần là cầu tiến học hỏi qua Phật pháp của Đức Thầy, thì tôi rất là cảm ơn quý đệ với cái tinh thần hiếu học ấy rất là nhiều. Hôm nay có cái nhân duyên này thì tôi lại một lần nữa được cái dịp là đền đáp lại tứ ân mà mình đã thọ trong môn một hai cô. Nhận đời manh áo chén cơm thì tặng đời bằng cả tâm hồn thanh cao. Cho nên mong muốn rằng cái ngày mà mình được hội ngộ gì hay là cũng do nhân duyên đó. Rồi bây giờ đó con lại đem cái tài học biết của mình và sự kinh nghiệm truyền đạt của các cô các chú, rồi mấy lại tâm tình cùng với tất cả các bạn ở trên cộng đồng mạng, hay hoặc là các bạn ở các nơi mà cũng có tinh thần hiếu học như mình vậy đó cô. Để mình chia sẻ những cái gì mình biết. Thì nếu mà có điều chi sơ xuất á cô, nhân vô thập toàn à, thì mong rằng quý vị sẽ niệm tình quan hỷ ha, mà mình sống trên cái tinh thần hòa hảo là lúc nào cũng phải biết thương yêu nhau, rồi dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức để làm vui đẹp dạ thầy luôn ước ao. Thì nếu hôm nay có được chút phước duyên thì chúng tôi cũng xin hồi hướng lại cho thế giới được mưa thuận gió hòa, dân chúng âu ca lạc nghiệp, hồi hướng lại cho chủ quyền thất tổ ông bà quá giảng được siêu sinh tịnh độ,
ông bà cha mẹ tại đường Tăng Long Phước Thọ, hồi hướng cho bá tánh vạn dân được từ tâm bác ái giải thoát mê ly, hồi hướng cho tất cả chúng ta ở đây đều được sống trong từ quan của Phật pháp, tinh tấn tu hành đó, rồi vượt qua những cảnh khổ đời thường bằng cái lòng kiên trinh, giữ dạ trước sau như một thủy chung với đạo đức, để nhờ cái phước duyên này mà chúng ta sẽ có được cái phước ân mà Đức Thầy nói nuôi tầm ác được nên tơ, nếu ta làm phải thì phước hời bên lưng. Xin nguyện cầu cho tất cả chư quý đồng đạo chúng ta luôn được phước huệ tròn đầy, vạn sự được các từ như ý và thành tựu được niềm tin của mình là giai đắc đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.